sáng nay, ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá công an, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an TP Hà Nội về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận hơn 100 triệu đồng để tha trái pháp luật người đang tạm giữ, tạm giam. Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng cảnh sát hình sự, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu đội phó cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2016, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ thụ lý vụ việc anh Nguyễn Công Thành tố giác bị một nhóm người lạ bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích. Nghi phạm của vụ việc này là Nguyễn Hữu Tài đã đến công an đầu thú và được đưa vào nhà tạm giữ. Tuy nhiên, người nhà của Tài đã nhờ người quen kết nối với trưởng công an quận Tây Hồ nhờ giúp đỡ. Ông Phùng Anh Lê đã thông báo gia đình Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lê đã chỉ đạo thuộc cấp tha cho Tài về nhà, không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự. Hậu quả dẫn đến Nguyễn Hữu Tài được tha trái pháp luật, hành vi phạm tội không bị điều tra xác minh xử lý. Thưa quý vị, cứ đến tháng 7 âm lịch hàng năm, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. Đây cũng chính là dịp để chúng ta tưởng nhớ tri ân công ơn sinh thành của cha mẹ. Trong tâm thức của người Việt, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, gia đình ông Huy lại lặn lội vượt quãng đường vài chục km lên công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên, thành phố Hòa Bình, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Theo ông Huy, đây là dịp gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị chân, thiện, mỹ và về với đạo của người làm con. Đây là một cái ngày mà chúng ta vẫn gọi là tri ân cha mẹ cũng như là ông bà và những người mà thực thân của chúng ta. Vì vậy là theo truyền thống thì chúng tôi cũng như các gia đình khác là cũng thường chuẩn bị từ đầu tháng, mua đồ lễ, rồi vàng mã, rồi chọn ngày đi lên thăm thắp hương, dọn dẹp lại mộ ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, không ít người do lo ngại dịch bệnh nên vẫn tổ chức Vu Lan bằng hình thức trực tuyến để tưởng nhớ người thân. Việc sửa soạn phần mộ vẫn được thực hiện một cách chu đáo. Ở cái lứa tuổi chúng tôi đương nhiên là chúng tôi phải làm lễ Vu Lan ở tại nhà. Nhưng chúng tôi vẫn theo dõi cái online của trên chùa. Tất cả những cái hoạt động là tôi vẫn theo dõi được. Không những theo dõi mà tôi tham gia để cho nó trọn vẹn cái mùa Vu Lan. Đại lễ Vu Lan là dịp con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Không chỉ vậy, vào ngày này, nhiều người thường đến chùa cầu nguyện, tri ân đến những người đã góp phần bảo vệ quê hương, đất nước, mang đến sức khỏe và bình an cho mọi người. Mỗi người con, người cháu đều hướng về cái cội nguồn, hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ quá vãng, cũng như là cha mẹ hiện tiền. Và không chỉ, một năm không chỉ có một cái ngày này, mà có đến 365 ngày. Nhưng trong cái thời gian diễn ra cái lễ hội Vu Lan này, thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn, sẽ hướng về và lấy một cái ngày để chúng ta có thể tưởng nhớ về và hướng trở về cội nguồn. Lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thưa quý vị, năm 2021, 5 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt vào top đại học tốt nhất thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Năm học 2021-2022 là năm học thứ hai ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Lần đầu tiên khai giảng năm học phải tổ chức theo hình thức trực tuyến, kế hoạch năm học bị đứt đoạn. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục không thể tiến hành theo đúng kế hoạch.
Trước tình hình đó, ngành giáo dục đã linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu, chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với đại dịch, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Chất lượng giáo dục phổ thông, cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng giáo dục đại học có những cải thiện rõ rệt. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng tuyển sinh. Hiện mới có khoảng hơn 50% số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay nhập nguyện vọng lên hệ thống. Theo ghi nhận từ các trường đại học đến thời điểm hiện tại, nhiều thí sinh vẫn còn mơ hồ, hiểu chưa đúng về trúng tuyển sớm, có điều kiện hoặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thời gian còn lại là không nhiều. Việc chủ quan lơ là này sẽ gây ra nhiều rủi ro. Thậm chí, các thí sinh có khả năng đánh mất cơ hội trúng tuyển trong mùa tuyển sinh đại học năm nay. Dù đã mất gần 2/3 thời gian theo quy định chung của Bộ, nhưng nam sinh này vẫn chưa biết sắp xếp nguyện vọng. Em chọn cách lên gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn để hỏi cụ thể nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành luật kinh tế Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận tư vấn tuyển sinh của nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, càng về hạn cuối càng có nhiều thí sinh gọi điện, nhắn tin nhờ hỗ trợ. Đa phần các em còn lúng túng về điểm chuẩn, điểm sàn, cách thức đạt nguyện vọng. Thậm chí nhiều thí sinh còn không biết chọn ngành nào, trường nào vì trúng tuyển cùng lúc nhiều nơi. Năm nay là cái vấn đề mà các thí sinh cũng như phụ huynh quan tâm nhất, đó chính là cái việc đăng ký nguyện vọng của các cái phương thức mà thí sinh đã đạt điều kiện của các cái phương thức trúng tuyển sớm. Ví dụ như trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đó là phương thức tổng hợp và phương thức đánh giá năng lực. Thì các thí sinh rất là quan tâm đến vấn đề là thứ nhất là thí sinh có bắt buộc là phải đăng ký nguyện vọng 1 hay là không. Đó, hay là và nếu thí sinh mà đăng ký các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thì nếu mà các nguyện vọng đầu mà đã không trúng tuyển thì thí sinh có được xét đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 này hay là không. Nhiều khi một ngày chúng tôi gọi nhận được cả 100 cuộc gọi và đôi khi là họ phản ánh lên là tại sao gọi không được, bởi máy bận hoặc là không có người như thế nào, là bởi vì số lượng nhân sự cũng không có đủ để mà đáp ứng được hết cái nhu cầu này. Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đến ngày 20 tháng 8 mới kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn số nguyện vọng, thậm chí được thay đổi nhiều lần. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng hiểu đúng về quy chế tuyển sinh năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến trượt đại học oan dù đủ điều kiện trúng tuyển đại học. Các cái lỗi mà thí sinh hay mắc nhiều nhất đó là có những thí sinh là chúng ta dồn hết tất cả những cái nguyện vọng của mình mà vào những cái ngành hay là những cái trường mà toàn là tức là mặc dù đã đăng ký nhiều nguyện vọng đó, nhưng mà những ngành, những trường thì lại là toàn là thuộc nhóm mà có điểm cao sàn sàn nhau, và dẫn đến là khi mà đã rớt thì lại rớt tất cả các cái nguyện vọng. Mấy năm vừa rồi thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã tạo một điều kiện cho các bạn là để rớt đại học khó hơn là trúng tuyển đại học. Tuy nhiên các bạn không tận dụng được cái lợi thế này là rất là uổng. Các bạn hãy ghi ra giấy trước, tìm hiểu kỹ, chia thành từng cái nhóm ngành mà các bạn chúng ta cảm thấy là đủ khả năng cao hơn cái điểm thi của mình một xíu. Nhóm thứ hai là những cái nhóm ngành mà ngang điểm với cái khả năng của các bạn, và nhóm thứ ba là thấp hơn cái khả năng của các bạn. Chỉ còn 8 ngày nữa, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng lại. Để chắc chắn, thí sinh khi đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định. Sau khi đăng ký xong, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh lưu ý không để nhầm lẫn thông tin đăng ký xét tuyển, mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển. Thưa quý vị, tính đến ngày 10 tháng 8, có 56 tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 3 tỉnh không có đối tượng thuộc diện hỗ trợ là Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng. Có 4 địa phương đã có đối tượng đề nghị và quyết định phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải ngân, gồm có Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La và Phú Yên. Thông tin này đã được đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc các địa phương thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Theo đó, số hồ sơ đã được thẩm định có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 32.106 doanh nghiệp, hơn 2 triệu lao động với kinh phí hơn 1.314 tỷ đồng, tương đương với gần 62% so với số kinh phí đề nghị. Số hồ sơ đã được giải ngân hơn 1 triệu lao động với gần 800 tỷ đồng, đạt 12% so với dự kiến.
Theo đánh giá của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm, số lượng hồ sơ tiếp nhận, tiến độ phê duyệt, giải ngân thấp. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai tại địa phương để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.